Xoài này là xoài Đài Loan. Xoài Đài Loan này ở nhà của em trồng ha, trái này là còn non. Nhà em trồng ở trong nhà mẹ em là trái nó bự gì nè, một trái nó 2-3 kg. Trái này chắc cỡ nửa ký à, chưa có lớn đâu, còn lớn nữa. Mấy vườn này nó cơ bản chay ăn trái cũng nhiều quá anh Phi. Ừ. Quý anh chị ơi, hiện tại là Ngọc đang có mặt tại con đường Trần Văn Luân. Ở trong đây thì hồi nãy mình qua cây cầu đó là cây cầu Tà Keo mới không anh Phi? Đúng rồi, Tà Keo mới. Tà Keo mới. Thì Ngọc chỉ cái đường vậy cho quý anh chị mình dễ hình dung nè. Đường 30 tháng 4 nối dài của mình đó, ở dưới dốc cầu Gạch Giá 2. Gạch Giá 2 ha. Đường giải phóng bến đò Giải Phóng chính của mình đó, chuẩn bị bắt cây cầu đó. Thì cái đường đó mình chạy thẳng luôn. Nếu như mình đi đường phà thì mình chạy thẳng luôn tới chợ, ngay chợ Phi Thông. Còn nếu như mình đi đường Võ Văn Kiệt mà ở ngoài đường quốc lộ đó thì mình quẹo xuống dốc cầu của đường 30 tháng 4 nối dài, mình chạy thẳng vô. Thì ở song song với bên hông cái chợ 30 tháng 4 sẽ có một cái đường Trần Văn Luân, phải không? Chạy vô mình sẽ quẹo tay trái, mình chạy thẳng vô luôn. Thẳng vô mình chạy vô một đoạn tầm một cây số sẽ có một cái cầu bắc qua bên sông, nó để cái tên là Tà Keo mới. Thì mình sẽ qua cái cầu đó, cầu sắt đó, mình chạy thẳng vô khoảng chừng 500 m nữa là mình sẽ tới cái căn nhà vườn này mà xe ô tô là Ngọc với anh Phi đi vô là đi bằng xe ô tô, là qua cầu là bình thường luôn nha, không có bị vướng gì hết. Đường lộ ở phía trước cái căn nhà vườn này của mình, nó lộ này chắc cũng cỡ 6-7 mét à, 6 mét, lộ mới á. Phía trước mặt tiền là bờ sông, bên kia mình còn một cái con đường bờ sông nữa đó, rất là thoáng mát. Và đây là cái căn nhà vườn mà Ngọc muốn giới thiệu với quý anh chị mình. Diện tích của cái căn nhà vườn này là 2x2, ngang 11, chạy dài vô là 92 mét, nở hậu ra ở trong đó là 40 mét đó. Và trên đây mình sẽ có 200 mét vuông thổ cư là của cái căn nhà này nè quý anh chị. Căn nhà cấp 4 này nè là thổ cư trên đây được 200 mét vuông đó. Bên hông thì mình trồng cây ăn trái. Còn ở đây mình sẽ có một cái căn nhà thì cũng có phòng, có bếp, có phòng khách này kia luôn đó nha. Phía trước mình cũng có rào, làm hàng rào và che mái. Xung quanh miếng vườn này của mình đó, là đang trồng rất là nhiều cây ăn trái, là xoài, mít, mãn cầu. Rồi nói chung là tá lả từ lưa phía sau hết trơn. Bây giờ em sẽ nhờ anh Phi đi thẳng ra phía sau để quay hết cận cảnh cho quý anh chị mình. Cái nhà, cái đất này là toàn bộ là đất vườn với đất ODT chứ không có lúa nha mấy anh chị. Đây là cái diện tích phần nhà. Thì 200 thổ cư còn lại là đất vườn đó quý anh chị, cây lâu năm mình đó. Có phòng khách lớn ở đây ha. Cứ rớt hoài. Nhìn ra lại ngoài. Chủ nó gạch lên phòng thứ hai, nhà vườn có một phòng ngủ luôn mấy anh chị. Cái này là cái nhãn tím đúng không anh? Ở mình ngủ đêm thì dạ, cũng được, em ngủ đây luôn nè anh chị. Nói chung là bắt đầu. Cây khế đó gốc cũng bự quá trời ha. Nè. Cái này cái khế mà. Dạ. Cuối tuần muốn về đây chơi, muốn nhậu nhạt đó, ở lại đây cũng được. Rồi ông đốn sẵn quầy chuối để đây nè. Quầy chuối để sẵn này nè, quầy chuối sim. Nhà vệ sinh, bếp, phòng ngủ, phòng khách. Đúng đúng chắc nhà vườn. Ừ. Đi vòng cái phía sau nè anh Phi. Nè coi nè, coi nè. Cây này một hơi là lúc em về anh phải canh em nha. Để tay chân em hơi nó hơi tấy máy này kia đó, nó đi ngang vớt cái trái đó của anh. Bởi vậy em tay chân mình gặp mấy cái cây này em hay bóc chụp lắm. Na thường à, na thái bự lắm anh, na thái không ngon, na thái không ngon. Na thái lặt nhất à, nó được cái nó dai thôi chứ nó lặt nhất à. Cái sa bu chê kìa, vú sữa. Trời ơi, cái miếng vườn này mà nó bự, mấy cái cây này nó bự lên hết rồi là chắc đã đời lắm anh Phi. Ừ. Mát ha, bây giờ thì em thấy nó còn hơi nắng nha quý anh chị. Tại vì cây nó chưa có lớn lắm, nó thấp thấp. Giá 2,7 đúng không chị? Nó còn hơi thấp. Đất là anh chị đổ đất, đất vườn là cao gáo hết nghe, không có bơm cát mà đổ đất luôn. Để mình trồng cây như vậy. Sang lắp mặt bằng á, sang lắp mặt bằng là mình làm bằng, mình sang lắp bằng đất luôn, đất ruộng luôn. Chứ không có bơm cát lên. Bưởi nè, dừa nè, vú sữa nè, sa bu chê. Vô tới đây nở hình chữ T. Xoài nè, sơ ri nè. Quá trời luôn, trồng ở ngoài gì vô đâu khoảng mà. 43 mét. Kính thưa các loại cây luôn á. À nó nở rồi, nó nở hậu chữ T ra ha. Nở chữ T kìa. Nó nở hậu chữ T ra phía sau. Coi như là phía trước là mặt tiền 11, nở hậu ra 40, chạy dài vô 92 mét đó quý anh chị. Nở hậu 423. Phía sau xung quanh của mình là đất ruộng nha, rất là thoáng mát nha. Rất là thoáng.
Chị thấy sồi mà trái nó gì nè. Này cá quả lọc quá chị. Trời ơi nó xà xuống dưới đất luôn kìa. Cái này bẻ vô làm mắm đường ăn đi. Cái này chút xíu là chết với Ngọc rồi. Em muốn ăn về chị nhà, nhà chị với chị hái xài Đài Loan. Đài Loan ăn không có đã. Ừ. Còn thích xài chua thì ở nhà cũng có xài cát chua luôn. Xài quả lọc này nè. Chị làm mắm đường ăn anh á, nó mới đúng cho làm bị hồi hết xưa. Hết giàu kiên cố luôn mấy anh chị. Lúc còn nhỏ nhỏ công đầu tư cũng khá nhiều. Cây đặc mà biệt bẻ là mấy cây này nè. Cây cái mà thu hoạch được hết. Tối em leo em chèo lắm. Hai công hai ngay chợ Ủy ban xã Phi, chợ Phi Thông đi thẳng vô cây gửi tới đường Nguyễn Văn Lương, đường này là mấy trồng mấy ngàn gốc mai đây. Không cái nhà chị á. Ừ. Có chút ác mà bông coi. Đây có đào một cái ao. Cái này cây chanh quá. Anh mình chủ nhà cây trúc nuôi không? Cá cái cây rô trúc mà với mình để cá làm nước lóc. mắm, hoặc là mình luộc gà này kia cho nó thơm á. Cây trúc thơm á, anh trồng thêm cây trúc đi. Sồi cát này qua à, lọc không các bạn. Dừa cũng nhiều ha. Cái vườn này chỉ cần 2 năm nữa là đẹp lắm anh chị. Mấy cây này là cũng lâu năm rồi, chẳng phải mới đâu, cũng có 2-3 năm nó giống rồi. Giống như ăn cây chanh gì đó, nhưng mà nó thơm hơn cây chanh gấp 10 lần vậy đó, thơm lắm. Tổng chiều dài đất vô là 93 không, mét. Anh không, anh trọng cái này, anh thấy nó gần 92 quá mét không, 5 nó sát nhau quá không? Bề ngang khúc sau này nó hậu 40 nè. Ừ, em thấy nó nhiều quá, nó sát nhau quá. Đất vườn toàn bộ không có đất trồng ruộng. Trồng cái bonsai đấy ha. Đường này đường Nguyễn Văn Lương, cái xã diện tích Phi Thông, nó gần Phước nhau Gia. Quá nè. Rồi em sợ giá nó anh, không có anh đủ chị ánh chủ sáng kêu đó, là nó 2 xẹt tỷ nhau 7. Không đủ ánh sáng đó. Mấy cây đó, này mà bây giờ nó lớn lên hết trơn rồi nó mới đã nè. Lưu hoạch bên đây trồng mít, bên kia trồng sòi. Ở giữa ngay ao thì trồng dừa. Khỏe ăn cái là anh biết sao không? À, nở Nó tươi kìa. không có cái diện tích của đất lúa. À thì Anh dạ, nó chị không có coi diện tích đất đất này ha, lúa. không có bơm cát, Để anh đất Phi anh toàn qua bộ đi, nữa. cái em nói cái vụ mà sao mà nó tiện là không có diện tích đất lúa nó tiện. Qua đây nè anh Phi ơi. Được một cái là nếu như cái miếng vườn này mà khách mà ở xa, ví dụ như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai gì đó mà về mà muốn mua miếng miếng vườn này ha, thì mình đã có đất thổ cư, đất cây lâu năm rồi, mình không có cần phải là cái đất lúa để xác nhận đất nông nghiệp. Tại vì nhiều nhiều bây giờ á, cái quy định của mình ha, 1-2 mét trên cái đất của mình, đất ở của mình á, mà nó có đất lúa trong đó ha, mình cũng phải đi xác nhận đất nông nghiệp nữa. Mà một số tỉnh, một số nơi á là không có cái hộ khẩu người ta ở đó đó, nó không có được cái đất, nó không có cái vụ mà canh tác Xem đất mình nông trồng nghiệp lúa á, nó không xác nhận cho mình. Nó không xác nhận cho mình, mà được cái của mình ở đây là cây lâu năm và thổ cư có rồi, thì mình rất là tiện cho cái việc là mua bán, là chỉ cần đem sổ hồng ra sang tay, trả tiền đủ sang tay, chứ không có vấn đề kia. Nó đỡ một cái. Ngày nãy giờ em chưa có nói cái giá của cái căn nhà vườn này của mình là 2 tỷ 7 ha. 2 tỷ 7 là có nghĩa là bao gồm tất cả tài sản ở trên đất cây cối luôn đó. Có nghĩa là ổng bán được cái miếng vườn này rồi là ổng đi ra mình không. Và nói chung là cái miếng vườn này em thấy ha, là bỏ vợ ở ngoài kia, nhà ở ngoài kia á, đi vô đây là hàng ngày là chăm sóc cái miếng vườn này nè, coi như là tâm huyết cũng đặt vô đây rất là nhiều luôn đó. Thì cái miếng vườn mà để mình chăm sóc theo cái sở thích của mình, nó sẽ khác với cái chuyện mà mình cải tạo để mình bán á quý anh chị, nó khác nhau lại như vậy đó, cái tâm huyết mình để vô nó nhiều hơn. Đó, thì cái căn này của mình á, Ngọc thấy là hiện tại bây giờ cây cối nó vẫn còn chưa có lớn lắm, nhưng mà cây cối mà nó lớn nó cao lên rồi là rất là mát nha. Bây giờ thấy nó hơi nắng ha anh chị ha, nắng gắt da luôn á. Thì bây giờ thôi, bây giờ thì em cũng tổng hợp lại diện tích là ngang 11, chạy dài vô là 90 92 mét, nở hậu chữ T ra khúc trong này là 42 mét đó. 200 thổ cư và còn lại là cây lâu năm, giá là 2 tỷ 7. Quý anh chị mình nếu như mà có cái ý định thích cái nhà vườn mà như vậy, là vừa ở vừa trồng cây ở phía sau nè, cái mô hình vậy đó, thì cứ liên hệ với Ngọc và anh Phi qua hai cái số điện thoại là Ngọc có để ở trên clip á, để hỗ trợ quý anh chị mình thương lượng được cái giá thuận mua vừa bán nhất có thể luôn ha. Rồi một lần nữa Ngọc và anh Phi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.